khúc Dương Ngô Đinh Tiền này. À, chúng tôi gộp lại cái này ở đây bởi vì là đây là một cái thời kỳ mà đất nước ta vừa thoát khỏi cái ách thống trị của phong kiến phương Bắc, cho nên là đang còn rất nhiều cái xáo trộn, và một cái thời kỳ nó đòi hỏi chúng ta cần phải có cái sự ổn định về tất cả các mặt để định hình một cái đất nước độc lập tự chủ. Và tất nhiên là chưa phải là cái thời kỳ mà chúng ta đã kết thúc tất cả những cái sự nhòm ngó, rồi là điên cuồng chống phá, rồi là xâm lăng, rồi chiếm đóng, rồi là tấn công đô hộ, vân vân. Một cái thời kỳ như vậy, tức là bên trong thì chưa ổn định, ngoài thì vẫn chưa thể kết thúc một cái âm mưu xâm chiếm và đồng hóa, cho nên là chúng ta ở trong một cái tình trạng hết sức là không đúng. Vậy thì cái thời kỳ này là thời kỳ mà từ năm 905, khi mà khúc Thừa Dụ khởi nghĩa chiến thần A, cho đến cái thời kết thúc thời Tiền Lê là năm 1009. 1009. Như vậy là cái giai đoạn này giai đoạn kéo dài hơn 100 năm, 100 lẻ mấy năm, cho đến khi mà nhà Triều Lý thành lập, tức là Lý Công Uẩn lên ngôi. Và bắt đầu từ khi Công Uẩn lên ngôi, nó mở ra một cái thời kỳ mới, đó là thời kỳ Lý Trần. Và cuối đời của cái giai đoạn này là nhà Hồ, và kết thúc triều đại nhà Hồ là đất nước ta rơi vào cái tình cảnh bị quân Minh, bị nhà Minh đô hộ 20 năm. Và sau khi thoát khỏi các đô hộ của nhà Minh 20 năm đó, thì cuộc khởi nghĩa Lê Lợi đã thắng lợi và Lê Lợi lên ngôi Lê trong lịch sử nước ta. Vương triều Lê là một cái thời kỳ, một cái vương triều mà có thể nói rằng là tồn tại dài nhất trong lịch sử nước ta. Nó kéo dài từ năm 1428, 1428, từ tháng Giêng năm 1428 khi mà Lê Lợi lên ngôi, lập nên cái vương triều nhà Lê. Và cái nhà Lê này nó trải qua hai cái thời đoạn, một là Lê Sơ và hai là Lê Trung Hưng. Lê Trung Hưng kéo dài cho đến 1788. Ê, quý vị cứ xem là từ 1427, 1428, 1428 cho đến 1788 thì nó như vậy là tồn tại bao nhiêu năm? Nó chỉ gián đoạn có 6 năm thôi. Đây là cái vương triều mà có thể nói là tồn tại lâu dài nhất trong lịch sử nước ta. Nhưng ở chương 2 này chúng ta chỉ dừng lại khi mà cái triều Lê Sơ nó kết thúc, tức là khi mà nhà Lê bị Mạc Đăng Dung cướp ngôi vào năm 1527. 1527. Thế thì khởi đầu của cái thời đoạn thứ nhất là thời kỳ khúc Dương Ngô Đinh Tiền Lê, đó là cuộc khởi nghĩa khôi phục lại cái nền tự chủ độc lập của họ Khúc. Và đây là cái mà chúng ta đã đưa đất nước ra khỏi cái tình trạng ngàn năm Bắc thuộc. Năm Bắc thuộc, tức là sau hơn 1.000 năm Bắc thuộc thì chúng ta đã khôi phục cái nền độc lập tự chủ, và từ đó là nó ổn định kéo dài cho đến sau này. Do đó mà người ta cũng có thể xem là đây là cái thời kỳ kết thúc thời kỳ ngàn năm Bắc thuộc. Bây giờ chúng ta thử xem cái thời kỳ này được mở đầu bởi cái người ta gọi là công cuộc trung hưng của họ Khúc. À, công cuộc trung hưng của họ Khúc bắt đầu từ năm 905 khi Thừa Dụ Khúc Dụ dựng nền độc lập tự chủ, tức là nhân cái việc mà nhà Đường đã suy yếu, rồi là các cái quan gọi là tiết độ sứ của nhà Đường sai cử sang để mà cai trị nước ta, có những cái khó khăn, cho nên có người thì là vừa được cắt cử là sau đó bị giết hại, rồi có người là không kịp sang để mà trấn nhầm cái chức tiết độ sứ ở nước ta thì đã chuyển sang một cái việc khác, hoặc là bị xử lý một cách hết sức là nặng nề khắc nghiệt. Cho nên cái lúc này là lúc mà có thể nói được là cái cai trị của nhà Đường nó đã trở nên hết sức là khó khăn, và nó bị gián đoạn
ở trên phạm vi nước ta gọi là An Nam Đô Hùng. Và lúc bây giờ nhà Đường gọi nước ta là cái tỉnh Hải quân, tỉnh Hải quân. Thế thì cái tình hình nó rất là phức tạp, cho nên là trong khi nhà Đường suy yếu thì lúc bây giờ là các cái thế lực cát cứ ở phía nam của Trung Hoa nó nổi lên, nổi dậy mà nó lẫn nhau tranh giành quyền lực một cách khủng khiếp. Và nhưng khi mà ở nước ta chính quyền nhà Đường như là rắn mắc đầu, thì lúc bây giờ là Khúc Thừa Dụ là sau một cái thời gian chuẩn bị, ông ta đã được sự ủng hộ của nhân dân và nổi dậy chiếm lấy thành Đại La, chiếm lấy thành Đại La và tự xưng là Tiết Độ Sứ. Năm 905 là chiếm thành Đại La và tự xưng Tiết Độ Sứ. Thế thì xin nói rằng là cái chức Tiết Độ Sứ là cái chức quan trong hệ thống quan lại của nhà Đường, tức là của triều đình Trung Hoa, và bắt đầu từ thời Đường. Thế thì ông Khúc Thừa Dụ tự xưng là Tiết Độ Sứ, tức là tự xưng mình là cái người mà được triều đình Trung Hoa cử để mà đánh nhầm cái vùng đất này, tức là cai trị cái vùng đất tỉnh Hải quân. Ông tự xưng mà không cần phải triều đình Trung Hoa cắt cử, đó là việc làm đầu tiên. Thứ hai, năm 905 là ông tự xưng Tiết Độ Sứ, và năm 906, tức là năm sau, thì buộc nhà Đường phải thừa nhận cái chức Tiết Độ Sứ của ông. Và đồng thời triều đình nhà Đường lúc bây giờ là còn phong cho ông gia tăng thêm một cái danh hiệu gọi là Đồng Bình Chương Sự. Đồng Bình Chương Sự tức là gì? Là một cái tước hiệu mà cái người đó, cái người mà được ban cái tước hiệu này là cái người mà sát cánh bên cạnh nhà vua, tức là ngồi bên cạnh nhà vua để mà cùng bàn việc nước. Đấy, Đồng Bình Chương Sự là một cái chức quan như vậy, nó rất là quan trọng, hay nói khác là một trong những cái đại quan, một trong những cái trọng thần của triều đình. Thế thì Khúc Thừa Dụ là người Việt chiếm cứ cái thành Đại La của nhà Đường và tự xưng là như thế, nhưng cuối cùng là nhà Đường buộc phải thừa nhận, và không chỉ thừa nhận cái chức mà ông Khúc Thừa Dụ tự xưng mà là còn gia tăng thêm cho một cái tước hiệu rất là quan trọng, đó là Đồng Bình Chương Sự, cho thấy rằng là nhà Đường lúc bây giờ đã quá suy yếu và không còn cách nào khác hơn. Do đó có thể nói rằng là năm 905 là cái năm sau hơn 1.000 năm Bắc thuộc, trải qua các cái lần mà các cuộc khởi nghĩa là giành được thắng lợi, như là khởi nghĩa Hai Bà Trưng, khởi nghĩa Bà Triệu, khởi nghĩa Lý Bí, với Đặng Xuân, rồi Mai Thúc Loan, rồi Phùng Hưng, Trương Thanh, vân vân. Đến đây là cái thời điểm mà ông Khúc Thừa Dụ đã tự mình quyết định cái vận mệnh của quốc gia dân tộc. Cho nên có thể nói rằng đây là một cái thời kỳ mà một cái sự kiện đánh dấu một cái mốc hết sức quan trọng trong cái lịch sử dân tộc Việt Nam. Thế thì năm 905 là nổi dậy khởi chiếm được thành Đại La, tự xưng Tiết Độ Sứ. Năm 906 nhà Đường thừa nhận và giao tăng là Đồng Bình Chương Sự. Thì năm 907 tức là 2 năm sau thì Khúc Thừa Dụ mất, thì trước đó là Khúc Thừa Dụ đã ban cho con trai của mình một cái danh hiệu, chính cái danh hiệu đó tức là cái người trực tiếp kế vị cái chức luật sứ của cha, của cái người mà đương chức. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà được phong là bằng Đồng Bình Chương Sự thì Khúc Thừa Dụ đã phong cho con trai của mình là Tư Mã Hành Doanh, Tư Mã ha, tức là cái người mà Chi Lưu Hầu, tức là cái người mà kế tục sự nghiệp. Và chính vì vậy cho nên 907 khi mà Khúc Thừa Dụ qua đời thì Khúc Hạo là con trai của Khúc Thừa Dụ đã tiếp tục cái chức Tiết Độ Sứ. Khúc Hạo là cái người nối nghiệp cha và đồng thời nối chí cha, cho nên là Khúc Hạo đã xem là mình là cái người có trọng trách, và với tư cách là Tiết Độ Sứ thật ra mà nói đây là một cái chức quan mà cho đến nay là rất nhiều ý kiến bàn luận. Và chính vì cái việc mà tự xưng Tiết Độ Sứ này cho nên là rất nhiều người không thừa nhận cái thời kỳ họ Khúc là cái thời kỳ khởi đầu của nền tự chủ độc lập của dân tộc Việt Nam. Bằng đến một thời gian rất lâu, đến mãi gần đây thì mới bắt đầu quay trở lại thừa nhận
đánh giá cao cái vai trò và sự đóng góp của Học Phúc. Thế thì Phúc Phúc Hào là cái người mà đã tiến hành một cái cuộc cải cách, có thể nói là một cái cuộc cải cách vô cùng quan trọng trong lịch sử dân tộc Việt Nam, và các nhà nghiên cứu đều cho rằng đây là cuộc cải cách đầu tiên trong lịch sử nước nhà được Phúc Hào triển khai thực hiện. Và cuộc cải cách này nó có một cái ý nghĩa vô cùng quan trọng ở chỗ là tất cả mọi thứ đều được người Việt Nam tự mình sắp xếp và giải quyết. Tất cả còn lại của nhà Đường, nhà Lương trước đó là được thay thế bởi những người Việt. Và như vậy có nghĩa là một cái bộ máy cai trị, nó từ trung ương cho đến địa phương tất cả đều do người Việt nắm giữ, không có một cái người nước ngoài nào ở đây cả. Cho nên có thể nói rằng là về mặt chính trị hành chính thì đây là một cái thời điểm mà chúng ta thấy rằng là nó đã mang tính chất độc lập hoàn toàn, mang tính chất độc lập. Dù danh nghĩa là tiết độ sứ, tức là đối với ngoại là hết sức là mềm dẻo, và các nhà nghiên cứu người ta nhận định rằng đây là một cái phương thức mà được xem là độc lập là thực chất, còn cái mà thân thuộc đối với nhà Đường, sau đó là nhà Lương, chỉ là một cái đối sách, hay nói cách khác là một cái thân thuộc giả hiệu, và còn cái tính chất độc lập là cái mà thực sự căn bản. Thế thì Phúc Hào đất nước và cả cái thời kỳ trị vì 105 cho đến năm 930 là cái năm mà kết thúc của cái thời kỳ, là một cái chặng đường mà cha con ông cháu họ Phúc đã cai trị đất nước, chăm sóc đời sống của nhân dân, lấy cái gọi là khoan thư, tức là khoan giảng, khoan giảng tức là hết sức là giảng lược tất cả những cái gì mà có thể, rồi là khoan thư sức dân, an lạc, tức là đem lại một cái niềm vui, cái đời sống hết sức là yên bình cho đất nước và cho nhân dân. Đó là cái phương châm nó tồn tại trong vòng 27 năm trời dưới cái sự trị vì đất nước của cha con ông cháu Khúc Thừa Dụ, Khúc Hạo và Khúc Thừa Mỹ. Tuy nhiên trong cái thời kỳ này là cái thời kỳ mà cái quan hệ giữa Việt Nam với là nhà Đường, nhà Lương sau đó, hậu Đường, hậu Lương, rồi là trước đó, và bên cạnh đó là cái sự tranh giành quyền lực của các cái thế lực cát cứ ở phía ngay phía Bắc chúng ta và sát với biên giới nước ta, lúc bây giờ là có một cái lực lượng mà người ta gọi là Nam Chiếu. Nam Chiếu thế thì năm 917, năm 917 là cái năm mà Nam Chiếu nó đã tuyên bố thành lập nước, một cái nước mà nó lấy tên lúc đầu là nước Đại Việt. Đại Việt và sau đó là nó sửa lại là Đại Hán, và Đại Hán thì trước đó đã từng có Đông Hán, cho nên bây giờ nó lại đổi thành cái gọi là Nam Hán, Nam Hán để mà phân biệt với các cái thế lực khác. Cho nên cuối cùng là cái nhà Nam Hán được thành lập và nó chính thức công bố lập lập nước, và bắt đầu từ đó. Trước đó thì trong cái thời kỳ mà cái Nam Chiếu nó còn lệ thuộc vào nhà Đường, thì nhà Đường sau đó nhà Lương đã có những cái chính sách mà có thể nói là thay đổi cái ngôi vị của người Hán và người Việt, người Nam Hán và người Nam Chiếu và người Việt. Cho nên có thể nói là cái tỉnh Hải quân tức là cái vùng đất của chúng ta đấy, đất nước của chúng ta đấy, có khi là được giao cho cái người Nam Chiếu nó nắm giữ, mặc dù trước đó là từng phong cho Phúc Thừa Dụ là tiết độ sứ và đồng minh chương sự, nhưng sau đó đến năm 908 thì lại đem cái chức này giao cho một cái người của Nam Chiếu. Cho nên có thể nói rằng là cái chính sách mà đối ngoại một cách rất là bất nhất của nhà Đường lúc bấy giờ, nó khiến cho rất nhiều cái thế lực xung quanh người ta cảm thấy rất là bất bình với nhau. Rồi sau đó lại phong lại một lần nữa tỉnh Hải quân cho người Việt. Cho nên nó tạo nên một cái sự bất bình, và đặc biệt là Nam Chiếu lúc bây giờ nó đang mạnh dần lên và nó cảm thấy rất là hậm hực đối với người Việt chúng ta. Cho nên là năm 930 sau khi mà nó đã trở thành một cái vương quốc độc lập,
vương quốc gọi là thoát khỏi cái sự lệ thuộc bởi nhà Hậu Đường. Thì bây giờ là đại năm Hán đã đến nước ta, và năm 930 là cái năm mà quân Hán tấn công vào nước ta, và Khúc Thừa Mỹ đã tổ chức cuộc kháng chiến không thành công, cho nên cuối cùng là Khúc Thừa Mỹ đã bị bắt đem về Tàu, và cái chính quyền họ Khúc nó bắt đầu kết thúc ở đây. Thế thì năm 930 là đất nước ta lại bị rơi vào tay của năm Hán. Nhưng mà ngay sau đó thì Dương Đình Nghệ là cái người mà một vị tướng dưới thời đầu Khúc, ông ta đã lãnh đạo nhân dân và tiến hành cái cuộc kháng chiến và đã đánh bại quân Nam Hán, rồi cuối cùng là khôi phục lại cái chức tiết độ sứ cho người Việt và giành lại cái độc lập thực sự cho người Việt. Thế thì đến năm 931 là như vậy, là sau một cái thời gian chưa đầy một năm chúng ta bị nhà Nam Hán nó cai trị và chúng ta đã giành lại được cái nền tự chủ. Ông Dương Đình Nghệ, tức là chính quyền họ Dương, tồn tại từ năm 931 cho đến 937. Thì trong nội tình của gia đình Dương Đình Nghệ và đất nước ta lại có một cái sự mâu thuẫn và xung đột. Đó là gì? Ông Dương Đình Nghệ trong cái thời gian mà ông ta đang là một cái thế lực địa phương, ông ta đã nuôi rất nhiều cái người người ta gọi là con nuôi đó, tức là lên đến vài nghìn người con nuôi. Thực ra đó là một cái cách mà ông bỏ tài sản của mình ra để mà tập hợp lực lượng. Trong số đó có hai chàng trai có thể nói là ngang tài ngang sức với nhau, đó là Ngô Quyền và Kiều Công Tiễn. Ngô Quyền và Kiều Công Tiễn là hai người có thể được gọi là hai vị gia tướng dưới trướng của Dương Đình Nghệ. Danh nghĩa là con nuôi, nghĩa tử. Thế thì hai người này tài ngang nhau, đức thì Ngô Quyền nổi hẳn lên, trong khi Kiều Công Tiễn là một cái người mà có tài nhưng mà cái đức thì rất là mỏng. Thế ông Dương Đình Nghệ lúc bây giờ có một người con gái xinh đẹp, cho nên là Kiều Công Tiễn rất muốn là Dương Đình Nghệ, tức là tiết độ sứ, sẽ gả con gái cho mình, và ông tìm cách mọi cách để mà chiếm đoạt, để cưỡng đoạt người con gái này. Thế nhưng mà Dương Đình Nghệ thì rất biết cái tính và cái dã tâm của Kiều Công Tiễn, cho nên là ông ta đã đem con gái của mình gả cho Ngô Quyền, gả cho Ngô Quyền, cho nên làm cho Kiều Công Tiễn hậm hực. Nhưng rồi sai lầm của Dương Đình Nghệ là gì? Sai lầm của Dương Đình Nghệ là sau khi gả con gái cho Ngô Quyền xong thì lại điều Ngô Quyền vào trấn giữ cái vùng Thanh Nghệ, trấn giữ cái vùng Thanh Nghệ, tức là một trong những cái trọng tướng, và có thể nói là giao cho một cái trọng trách rất lớn, nhưng đồng thời cũng có nghĩa là gì, đã đưa Ngô Quyền rời khỏi cái vùng đất trung tâm. Cho nên là Kiều Công Tiễn lúc bây giờ nhân cái việc mà không có mặt Ngô Quyền đây thực hiện cái âm mưu là chiếm đoạt, không không chiếm đoạt được con gái của Dương Đình Nghệ thì tìm cách giết luôn cả Dương Đình Nghệ, đoạt cái chức tiết độ sứ. Cho nên có thể nói rằng là năm 931 đến 936 à 37 có 6 năm trị vì đất nước, Dương Đình Nghệ đã phải bỏ mạng trước cái âm mưu của một người con nuôi của cái gia tướng, tức là Kiều Công Tiễn. Thì sau khi mà giết Dương Đình Nghệ xong, biết rằng là thế nào Ngô Quyền cũng đem quân ra để mà trừng trị mình, cho nên là Kiều Công Tiễn đã kết thân và cầu cứu nhà Nam Hán, và thế là nhà Nam Hán một lần nữa là đem quân sang, và Ngô Quyền đúng như vậy, Ngô Quyền đã đem quân từ Hoàng Ái ra và giết chết Kiều Công Tiễn.
Và sau khi giết Kiều Công Tiến xong rồi thì Ngô Quyền đã tiến hành cuộc kháng chiến, bởi vì Ngô Quyền đã nhận định một cách rất là chính xác rằng là nhà Nam Hán không thể không giúp cho Kiều Công Tiến. Và nhân cái cơ hội đó mà nhà Nam Hán muốn phục thù, đó mà Ngô Quyền đã chuẩn bị cho cuộc kháng chiến. Và lần đầu tiên trong lịch sử nước ta một cuộc thủy chiến trên sông Bạch Đằng đã diễn ra. Cuộc thủy chiến sông Bạch Đằng có lẽ là không cần phải nói nhiều nữa. Đến nay thì người ta đang xác định xem từ là cái vị trí của cái cuộc kháng chiến đó nó diễn ra ở cái đoạn nào, ở vị trí nào trên sông Bạch Đằng. Bởi vì là có 3 lần hay là hay nói cách khác là 3 trận thủy chiến Bạch Đằng khác nhau. Mở đầu là 938 dưới sự chỉ huy của Ngô Quyền. Thứ hai là năm 981 dưới sự chỉ huy của Lê Hoàn. Và trận thủy chiến thứ ba trên sông Bạch Đằng đó là năm 1288 dưới sự chỉ huy của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Và do cái cửa sông Bạch Đằng là cái nơi mà nó chịu sự tác động rất lớn của thủy văn, cho nên là cái việc mà nó uốn dòng rồi nó thay đổi vị trí và tạo nên những cái cảnh sắc rất là khác nhau đã khiến cho cái vị trí mà cách đó khoảng mấy trăm năm trước nó không còn giữ nguyên nữa. Và quý vị biết rằng là khi mà chúng tôi dựng cái đoàn đến đây đó thì rất là kỳ lạ, một cái bãi cọc Bạch Đằng nó được lưu giữ ở một cái hồ nước nhỏ có tính chất tượng trưng. Và khi mà chúng tôi đến đó để mà tham quan thì người ta dựng một cái bia và có cả cái bờ của cái hồ đó để chúng ta vận động và tham quan các cái cọc gỗ vẫn đang còn giữ nguyên vẹn như vậy. Nhưng khi mà chúng tôi hỏi là các thành viên của đoàn là các bạn có nhìn nhìn xung quanh, tức là thả mắt quan sát một vòng xem thử là có cái gì đặc biệt ở đây không, thì hình như là không không ai nhận ra được cái điều này. Đó là gì? Thực tế là cái nơi mà chúng tôi đang đứng để mà tham quan cái cọc Bạch Đằng là một cái cánh đồng, trên một cái cánh đồng khô cạn. Và nếu phóng cái mắt đi xung quanh thì chúng ta mới thấy rằng là đó khoảng chừng vài cái số thì mới có một dòng sông. Và đấy chính là cái cửa sông Bạch Đằng. Và như vậy là cái bãi cọc Bạch Đằng này vốn dĩ ngày xưa nó không thể nằm ở trên khô này được. Ngày xưa nó nằm ở dưới dưới lòng sông ấy. Thế nhưng mà sau một cái thời gian từ đó đến nay thì cái sự nắng dòng của cái dòng sông nó đã làm thay đổi cái vị trí của bãi cọc. Cho nên có thể nói rằng là có nhiều cái bãi cọc mà hiện nay là nó nằm lệch khỏi cái dòng sông, cửa sông Bạch Đằng khoảng chừng vài ba cái số là cái chuyện rất là bình thường. Như vậy là năm 938 với cái Bạch Đằng, Ngô Quyền đã giành lại cái nền độc lập cho dân tộc, khôi phục lại cái nền độc lập cho dân tộc. Và năm 939 thì Ngô Quyền lên ngôi, xưng vương hiệu Ngô Vương Quyền. Và như vậy 939 là cái năm mà Ngô Quyền xưng vương. Lần này ông xưng vương chứ không còn xưng là tiết độ sứ như là cha vợ của mình là Dương Đình Nghệ, cũng như là trước đó thì cái người mà gọi là tiền triều của mình là Hậu Khúc chỉ xưng là tiết độ sứ. Bây giờ là cái năm mà ông ta xưng là vương. Và các nhà sử học, các nhà nghiên cứu người ta cho rằng là đây mới chính thức là cái nền độc lập của dân tộc. Cho nên từ lâu nay người ta lấy cái mốc 939, năm 938, tức là khi mà Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, để xem như đây là cái thời kỳ, thời điểm kết thúc ngàn năm Bắc Hồ. Nhưng có một cái điều vô lý thế này. Họ không thừa nhận Hậu Khúc là mở đầu của thời kỳ tự chủ độc lập. Vì Khúc Thừa Dụ, Khúc Hào, Khúc Thừa Mỹ đều xưng là tiết độ sứ cả, không xưng vương.
chưa xưng vương. Cho nên họ xem rằng đây là một cái chức quan của triều đình Trung Hoa thôi, và không thừa nhận đây là cái sự kết thúc thời kỳ ngàn năm Bắc Thổ. Nhưng khi mà họ bàn đến cái chuyện là cái sự kiện năm 938, sự kiện năm 938 là cái sự kiện mà Ngô Quyền lãnh đạo dân ta đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, thì người ta vẫn thừa nhận đây là một cuộc kháng chiến, một cuộc kháng chiến. Xin nói với quý thầy cô rằng là chúng tôi cũng đã bàn bàn cãi với nhau nhiều về chuyện này, tranh luận với nhau rất nhiều về chuyện này, và thậm chí là chúng tôi tổ chức nhiều cái hội thảo về vấn đề này. Và gần đây thì các nhà nghiên cứu đã nhìn nhận lại vấn đề và thừa nhận cái công cuộc trung hưng của Tam Khúc Chúa, tức là Tiên Chúa, Trung Chúa, Hậu Chúa, tức là ba đời Khúc Thừa Dụ, Khúc Hạo, Khúc Thừa Mỹ, là cái giai đoạn mà mở đầu cho cái thời kỳ khôi phục lại nền độc lập dân tộc của nước ta. Và cho rằng là cái thần thuộc chỉ là giả hiệu thôi, còn cái độc lập mới thực sự. Cái thứ hai là bây giờ người ta mới thấy rằng là đôi khi là từ bản thân mình nó mâu thuẫn, không thừa nhận, không không thừa nhận cái sự nghiệp của họ Khúc, không thừa nhận cái tính chất độc lập của cái chính quyền họ Khúc, nhưng mà lại cho rằng là cái năm 938 là của một cuộc kháng chiến chứ không phải là cuộc khởi nghĩa. Thế thì giữa kháng chiến và khởi nghĩa chúng ta thấy là nó khác nhau một cái điểm rất là cơ bản thế này. Khởi nghĩa là gì? Khởi nghĩa tức là khi mà chúng ta đã mất đi cái chủ quyền độc lập trong tay, và cuộc đấu tranh mà chúng ta tiến hành là giành lại cái nền độc lập đã mất. Đó là cuộc khởi nghĩa. Kháng chiến là một cuộc đấu tranh để gìn giữ độc lập trước cái sự tấn công, xâm lược của ngoại bang. Trong trường hợp này, nếu nói rằng là cái cuộc chiến đấu của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng là một cuộc kháng chiến, thì phải thừa nhận rằng là lúc bây giờ chúng ta đang có chủ quyền trong tay. Vậy thì cái chủ quyền đó nó được tạo nên từ bao giờ? Rõ ràng là bắt đầu từ năm 905. 905, Khúc Thừa Dụ đã giành lại cái chủ quyền cho người Việt. Và cái chủ quyền độc lập đó của người Việt trên đất nước ta kéo dài cho đến khi mà Ngô Quyền kháng chiến. Trước đó là Dương Đình Nghệ, kế đến là Ngô Quyền. Cho nên có thể nói rằng là cái chính quyền độc lập, chính quyền tự chủ của người Việt đã bắt đầu từ năm 905. Và như thế có nghĩa là cái nền thống trị của phong kiến Trung Hoa mà chúng ta thường gọi là Bắc thuộc, nó đã kết thúc từ năm 905. Nhưng do những cái yếu tố nó đang xen như vậy, cho nên người ta lại có một cái quan điểm có tính chất là trung dung, tức là ta không khẳng định là 905 là kết thúc hoàn toàn. Kết thúc là kết thúc nhưng mà chưa phải là hoàn toàn, mà cho đến 938 thì mới là kết thúc hoàn toàn cái thời kỳ ngàn năm Bắc thuộc. Đó là một cái cách mà có thể nói là rất là trung dung, và thực ra mà nói rằng là lịch sử người ta không không, không chấp nhận cái điều đó. Anh có sự kiện, có cái mốc lịch sử hẳn hoi thì anh phải khẳng định cái tính chất và đặc điểm của nó. Thì bắt đầu từ cái vương triều nhà Ngô 39, ông Ngô Quyền lên làm vua, chỉ làm vua được có 5 năm thôi. Năm 944 thì ông mất. Và khi ông mất ấy, trước khi mất ấy, ông mới nhờ cái người em vợ của mình là Dương Tam Kha, nhờ người em vợ là Dương Tam Kha bảo rằng là rất mong là cậu, tức là em vợ đấy, cậu hỗ trợ giúp đỡ cho hai cháu, bởi vì
Ông Ngô Quyền lúc bây giờ có hai người con trai là Ngô Xưng Ngọc và Ngô Xưng Văn. Thế thì rất mong là cậu giúp đỡ, cố vấn để cho hai cháu nó có thể gánh vác được cái việc của Giang Sơn. Thế thì ông Ngô Quyền vừa mất, thế là Dương Tam Kha cướp ngôi của cháu mình. Dương Tam Kha cướp ngôi của cháu. Mà chúng ta biết rằng là Dương Tam Kha là con trai của Dương Đình Nghệ. Cho nên là khôi phục lại cái uy quyền của họ Dương. Thế thì trước cái sự việc của Dương Tam Kha, cho nên là con trai của Ngô Xưng Ngọc, con trai là Ngô Xưng Ngọc, con trai Ngô Quyền đấy, con trai lớn của Ngô Quyền đã bỏ chạy, tìm cách để thoát thân. Và còn Ngô Xưng Văn thì bắt giữ lại để làm con tin. Bị bắt giữ lại làm con tin. Thế thì Ngô Xưng Văn lớn lên và từng bước chỉ huy quân đội ra trận để mà đi đánh dẹp các cái thế lực nổi loạn. Thì có một lần trên đường đi dẹp loạn vào năm 950, thì lúc bây giờ là binh sĩ dưới trướng người ta yêu cầu với Ngô Xưng Văn là quay trở lại để lật đổ Dương Tam Kha để giành lại cái ngôi vương cho họ Ngô. Và Dương Tam Kha, xin lỗi, Ngô Xưng Văn đã làm điều này và cuối cùng là lật đổ cậu của mình là Dương Tam Kha, nhưng mà không giết, và sau đó là tiếp tục sử dụng người cậu của mình với một cái chức quan ở trong triều. Ngô Xưng Văn sau khi giành lại được cái sự nghiệp, cái vương hiệu, thì mời anh về, tức là mời Ngô Xưng Ngọc về và hai anh em cùng làm vua. Ngô Xưng Ngọc và Ngô Xưng Văn. Đây là lần thứ hai trong lịch sử nước ta đã có một cái nền chính trị, một cái thể chế mà trong đó hai người đứng đầu. Đầu tiên là Hai Bà Trưng, và đến lần này là lần thứ hai Ngô Xưng Ngọc và Ngô Xưng Văn hai anh em cùng làm vua, và cho thấy rằng là cái chế độ lưỡng đầu này nó quay trở lại. Ngô Xưng Ngọc và Ngô Xưng Văn. Thế thì Ngô Xưng Ngọc là cái người mà có một người con trai, sau này trở thành một vị đại sư trong triều và trở thành quốc sư đầu tiên của nước ta. Không biết là quý vị có nhận ra ai không? Con trai của Ngô Xưng Ngọc tức là cháu nội của Ngô Quyền. Không biết là nghiên cứu về lịch sử Phật giáo thì quý vị có nhận ra được người này không? Thế hai anh em Ngô Xưng Ngọc và Ngô Xưng Văn làm vua một thời gian thì Ngô Xưng Ngọc mất. Ngô Xưng Ngọc mất thì Ngô Xưng Văn lúc bây giờ không đủ sức để mà đương đầu với các thế lực xung quanh nó đang nổi dậy. Các cái thế lực cát cứ đã bắt đầu banh nha hình thành ngay từ khi mà Dương Tam Kha, tức là sau khi Ngô Quyền chết xong thì các cái thế lực bắt đầu nổi dậy, mà đặc biệt là sau khi mà ông Dương Tam Kha cướp ngôi thì các cái thế lực phò rập nhà Ngô lúc bây giờ người ta cảm thấy rằng là người ta không thể chấp nhận được cái chính quyền của Dương Tam Kha. Cho nên là các thế lực bắt đầu manh nha, và khi mà ông Ngô Xưng Ngọc qua đời thì đất nước là rơi vào tình trạng hết sức là hỗn loạn. Ngô Xưng Văn lúc bây giờ cũng chỉ là một cái người mà làm vì thôi, và ông ta cũng như là một cái thế lực như các cái thế lực khác đang tồn tại trong xã hội nước ta, và đây chính là cái khởi đầu của cái cục diện mà lịch sử chúng ta gọi là thập nhị sứ quân, tức là cái thời kỳ mà loạn lạc 12 sứ quân. Gọi là thập nhị sứ quân tức là 12 sứ quân, nhưng thực ra thì trong thực tế nó nhiều hơn. Nhưng trong đó thì có 12 sứ quân nổi lên, người ta gọi là 12 sứ quân lớn, và 12 sứ quân này nó đã tồn tại trong một thời gian từ những năm 40, 50 của thế kỷ 10 cho đến năm 967. 967 là cái năm mà
Đinh Bộ Lĩnh đã tiêu diệt hoàn toàn và thu phục hoàn toàn 11 cái sứ quân còn lại. Phần thì là thu phục, tức là chấp nhận cái sự đầu hàng của các sứ quân đó và chấp nhận dưới trướng thần phục một số các cái sứ quân mà không chịu thần phục, thì Đinh Bộ Lĩnh đã đem quân đánh bại tiêu diệt, để rồi cuối cùng là kết thúc cái thời kỳ 12 sứ quân. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh đã lên ngôi và đất nước lúc bây giờ đã thống nhất, lên ngôi và lấy hiệu là Đinh Tiên Hoàng, đặt tên nước là Đại Cồ Việt. Và đây là cái thời kỳ mà đất nước đã một lần nữa đi vào sự thống nhất của nó. Thì dưới thời của Đinh Tiên Hoàng nó có rất nhiều cái mới, rất nhiều cái mới. Và nếu mà người ta tính cái vương triều đó, tính theo kiểu vương triều đó, thì vương triều thứ nhất là vương triều nhà Ngô, vương triều thứ hai là vương triều nhà Đinh. Nhà Đinh tồn tại từ 690 à 968, tức là từ khi mà Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi lập nên nước Đại Cồ Việt. Cho đến năm 980. Nói đúng hơn là 979. 979. Điều đó có nghĩa là gì? Cái nhà nhà Đinh chỉ tồn tại có hơn 10 năm thôi. Vì sao? Dưới thời của Đinh Tiên Hoàng, tức là đây là một thời kỳ đất nước thống nhất, do đó mà nó tạo ra một cái điều kiện rất thuận lợi cho sự phát triển của kinh tế, đặc biệt là kinh tế nông nghiệp. Tuy nhiên có một cái thực tế mà chúng ta biết rằng là cái thời này là thời kỳ mà chiến tranh loạn lạc sau một cái thời kỳ ngàn năm Bắc thuộc, cho nên cái việc mà tổ chức dạy học nó chưa có, hay nói đúng hơn là chưa thể có điều kiện để mà quan tâm đến vấn đề này. Cho đến cái thời kỳ mà ông Đinh Tiên Hoàng lên làm vua ấy, thì bản thân ông ta cũng không phải là người nhiều chữ, và trong cái xã hội lúc bây giờ tìm nó có những cái bậc trí thức để mà làm việc trong triều là cực kỳ khó. Cho nên cả một cái bộ máy quan lại triều đình trung ương lúc bây giờ toàn là những người mà chỉ giỏi về võ nghệ, về chỉ huy quân sự, mà quan văn thì không có mấy người, và đặc biệt là những cái người mà rất là am hiểu về cả cái văn hóa, rồi là chữ nghĩa, rồi là kể cả cái đối nội đối ngoại vân vân, rất là khó lòng. Cho nên Đinh Tiên Hoàng đã có một cái sáng tạo, một cái ý tưởng rất độc đáo, đó là ông ta cho mời các cái nhà sư, cho mời các cái nhà sư kể cả sư Phật giáo cũng như là đạo giáo, các nhà sư vào làm quan ở trong triều, và ông tổ chức một cái bang mà gọi là một cái hệ thống quan trong triều khác với hai cái bang là bang văn và bang võ là từng có, đó là một cái bộ phận tăng quan. Tăng quan tức là các vị sư làm quan, các nhà sư làm quan. Và cái vị sư đầu tiên mà được Đinh Tiên Hoàng tấn phong là quốc sư, đó là Ngô Chân Lưu. Ngô Chân Lưu là con trai của Ngô Sư Ngập, tức là cháu nội đích tôn của Ngô Quyền. Ngô Chân Lưu là một nhà sư, mà nhà sư xuất thân từ một cái người có nho học, tức là một cái người theo đạo nho. Hay nói cách khác là ông ta đã tầm nho. Nhưng lại trong cái thời kỳ mà Ngô Sư Ngập, tức là cha mình đã chạy loạn trước cái sự cướp ngôi của Dương Tam Kha đó, cho nên
ông ta đã trải qua một cái thời kỳ rất là lần đần, và chính vì vậy trong cái bối cảnh như vậy cho nên là ông đã trạng thái thuần nho sang cái trạng thái là tòng nho mổ thích, tòng nho mổ thích, và cuối cùng ông trở thành một cái vị chân tu. Và khi mà Đinh Tiên Hoàng mời vào triều để mà làm quan ấy, thì Tấn Phong là quốc sư, à, Đinh Tiên Hoàng cũng đã ban cho ông một cái tước hiệu gọi là Khuông Việt Đại Sư. Khuông Việt Đại Sư. Và đây chính là Sư Khuông Việt. Khuông Việt là gì? Khuông là khuôn phò, Việt là nước Việt. Cái người mà khuôn phò nước Việt. Vì nước Việt, vì sự hưng vong của nước Thế nhà Đinh tồn tại trong vòng thời gian ngắn nhưng cũng đã làm được một số việc, đặc biệt là đây là cái thời kỳ đầu tiên trong lịch sử nước ta là xuất hiện cái đồng tiền xu, cái đồng tiền mà đúc bằng đồng ấy, và cái đồng tiền này là ra đời đầu tiên dưới thời của Đinh Tiên Hoàng. Thái Bình Hưng Bảo, cái đồng tiền Thái Bình Hưng Bảo là cái đồng tiền đầu tiên trong lịch sử nước ta ra đời dưới thời của Đinh Tiên Hoàng. Quý thầy cô chịu khó tắt dùng cái micro. Thầy Trân Thiền ơi. Thầy Trân Thiền tắt dùng cái micro. Alo. Thầy Hiền Nguyên ơi. Dạ, để con nhắc thôi. Thầy đang có một cái hoạt động gì à? Dạ, nghe con nhắc thầy Trương Thị nhưng mà chưa thấy. Dạ, con nhắc thầy mà chưa chưa thấy thầy phản hồi ạ. Để con kiểm tra lại ạ. Dạ, mời mời thầy về tiếp. Tôi nghe như là cái tiếng ra ai giảng bài hay là học một lúc mà hai ba môn à? Alo thầy Trương Thiền ơi. Dạ rồi ạ, dạ mọi người biết ạ. Giữa cái thời của Đinh Tiên Hoàng, ông Đinh Tiên Hoàng ông chủ trương là một ông vua như vậy là có năm bà hoàng hậu, năm bà, và cũng bắt đầu từ đây chính cái chuyện mà các bà hoàng hậu tranh giành nhau tìm mọi cách để mình trở thành là cái vị hoàng hậu mà có con trai là cái người
À, bây giờ tôi mới đọc lại mấy cái tin nhắn của quý thầy cô, gọi là thiền sư Ngô Chân Lưu, rồi thiền sư Khuông Việt à, sư Vạn Hạnh à, thiền sư Vạn Hạnh thời nhà Lý, là thiền sư Ngô Chân Lưu, Khuông Việt thiền sư Khuông Việt, đại sư Khuông Việt Ngô Chân Lưu. Đại sư Khuông Việt Ngô Chân Lưu là vị tăng thống đầu tiên của đất nước Việt Nam, vân vân. Đây là những cái ý kiến của quý thầy cô tham gia. Vâng, xin cảm ơn. Tôi chỉ nhắc lại là Ngô Chân Lưu là con trai của Ngô Sinh Hập, cháu nội đích tôn của Ngô Quyền. Lúc đầu theo học nho, trong cái quá trình mà cha mình lãnh nạn, tức là Ngô Chân Lưu lãnh nạn, thì cuối cùng là Ngô Chân Lưu đã sống một cái cuộc đời hết sức là gian khổ, bấp bênh, và cuối cùng là đến với nhà chùa và trở thành một cái vị tu sĩ. Và như vậy có nghĩa là xuất phát là nho, nhưng rồi cuối cùng là đến với Phật, và cái cuộc đời của ông ta nó trở thành một cái mẫu hình của cái những người trí thức Việt Nam khá phổ biến, đó là tòng nho mộ thích. Tòng nho mộ thích. Thậm chí có những cái mẫu hình rất là đặc biệt, cư nho mộ thích, cư nho tòng thích, vân vân. Thì Ngô Chân Lưu là một trong những cái nhân vật mà mở ra một cái mô hình, một cái mẫu hình rất đặc biệt cho giới trí thức Việt Nam, tức là tòng nho mộ thích. Rồi cuối cùng là trở thành một cái người mà có một cái vai trò rất lớn trong cái nền chính trị quốc gia, cũng như là trong cái nền văn hóa Phật giáo Việt Nam. Thế thì ông Đinh Tiên Hoàng đó, thứ nhất là ông cho đúc tiền, thứ hai là quy định một cái ông vua như vậy là có 5 bà hoàng hậu. Thế chính vì cái chuyện mà có 5 bà hoàng hậu cho nên là các bà mới tìm cách để mà có thể gọi là tranh giành cái ngôi vị. Bà nào cũng muốn mình có con trai, và bà nào cũng mong muốn là con trai của mình được trở thành người kế vị ngôi vua. Cho nên một trong 5 bà hoàng hậu lúc bây giờ là Thái hậu Dương Vân Nga, à, là Hoàng hậu Dương Vân Nga. Dương Vân Nga đã có một người con trai với Đinh Tiên Hoàng là Đinh Toàn. Đinh Toàn rất được Đinh Bộ Lĩnh, rất được Đinh Tiên Hoàng sủng ái. Chính vì vậy cho nên là Đinh Tiên Hoàng lúc đầu đã phong cho con trai trưởng của mình là Đinh Liễn làm thái tử. Nhưng bởi vì từ khi mà có Đinh Toàn, và đặc biệt là cái sự gọi là sự sủng ái một cách hết sức là quá đáng đối với Dương Tâm Kha, à với là Dương Vân Nga, cho nên cuối cùng là Đinh Tiên Hoàng lại lấy chức vị thái tử của Đinh Liệt. Cái thời Ngô, đây là tượng Ngô Quyền. Gọi 12 sứ quân. Quý vị nhìn trên cái bản đồ loạn 12 sứ quân này này. Và xin quý vị lưu ý cho tôi một cái chi tiết. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai. 12 sứ quân. Và cái sứ quân mà ông Trần Lãm này này, đây chính là cái sứ quân mà sau này là Trần Lãm đã trao toàn bộ cái quyền lực vào tay của Đinh Bộ Lĩnh. Như vậy là Đinh Bộ Lĩnh xuất thân từ cái này, từ cái sứ quân này, trở thành cái thủ lĩnh của sứ quân
của triển lãm trước đây, và bằng cái tài năng của mình thì Đinh Bộ Lĩnh đã khuất phục được, thu phục được và tiêu diệt được tất cả các cái sứ quân còn lại. Và cái sứ quân cuối cùng bị đánh bại là sứ quân này ở cái vùng Siêu Loại ở Bắc Ninh. Đây là sứ quân cuối cùng bị đánh bại. Đây là cái đền thờ vua Đinh, đền thờ Đinh Tiên Hoàng đây. Trong này thờ cả Đinh Tiên Hoàng, Đinh Liễn, Đinh Toàn, và lúc đầu đó thờ luôn cả cái tượng của Thái Hậu Dương Văn Nga. Nhưng sau đó thì người ta khi mà xây dựng xong cái đền thờ của vua Lê ấy, thì người ta yêu cầu con cháu của họ Đinh yêu cầu là phải rời cái tường của Thái Hậu Dương Văn Nga sang bên nhà thờ vua Lê, đền thờ vua Lê. Thế thì đây là cái đền thờ vua Đinh. Và trong này á, trong cái đền thờ này nó có hai cái long sàng bằng đá. Đây là một cái long sàng này. Và cái cổng này có một cái long sàng đó. Cái long sàng trước này và long sàng này nó giống nhau. Cả hai long sàng bằng đá. Nhưng cái long sàng trước đây là người ta để dùng cho khách thập phương đến đây mà lễ bái với các vua Đinh, thì người ta sắp lễ ngoài này. Và sau đó mới đưa cái lễ vào, đặt ở đây và đặt ở trong cái đền thờ để cúng. Thì đây là hai cái dải cái kim giao này. Quý vị thấy là cái kim giao bây giờ nó lớn lên cỡ này rồi đấy, cao hơn cả cái mái nhà rồi đấy. Cái này tôi chụp cách đây cũng khoảng 5-6 năm rồi. 5-6 năm. Mà nó đã cao như thế này rồi. Bây giờ là nó cao vút lên thế nào rồi. Đây là hai dãy cây kim giao mà người ta trồng từ khá lâu rồi. Và đến nay thì nó khoảng hơn 20 năm rồi đấy. Mà khi nó mới trồng đó, tầm xong rồi chúng tôi đến là chúng tôi đã góp ý ngay cái chuyện này, nhưng họ không nghe. Đến bây giờ nó cao như thế này. Việc mà trồng hai dãy kim giao như thế này có nghĩa là người ta cố tình lái cái dư luận sang cái hướng là vua Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn chết là vì ăn tiết canh lòng lợn mà trúng độc mà chết. Người ta ém nhầm cái chuyện mà mình giết vua đi. Nhưng thực ra là Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn là bị giết chết. Bị giết chết. Tức là bị sát hại. Mục đích là gì? Trước đây người ta không nói, không bàn. Nhưng rõ ràng là bây giờ thì nó lộ rõ ra rằng là mục đích là cướp ngôi. Đây là cái cổng đi vào. Cổng đi vào và vào đến đây là nó có một cái khúc cua. Chỗ này người ta đặt một cái long sàng. Và cái long sàng này là dùng để sắm lễ. Và sau đó người ta sẽ đi vào trên này và đi vào trong sảnh, trong cái đền thờ. Và trước cái cổng này đó, trước cổng này lệch qua bên phải một chút là người ta thường hay đặt con trâu. Đặt con trâu. Cắm cờ, cắm quạt, rồi cắm bông, cắm ba, rồi là cũng mặc áo, mặc súng, màu mè lắm để mà thu hút. Và khách người ta đến, người ta đứng vào đó, ta chụp hình xong rồi gửi, nộp tiền, trả tiền cho ban tổ chức. Tôi bảo là cái việc mà kinh doanh như thế thì đôi khi nó tai hại vô cùng. Và tôi muốn lưu ý các bạn một chút là đền thờ vua Đinh, cái bàn thờ vua Đinh, và phía trong á là người ta thờ cả cái tượng, và trong đó tượng Đinh Tiên Hoàng, và đây là tượng của Lê Hoàng ở trong cái đền thờ vua Lê. Và chúng tôi muốn đưa cái bài này vào giữa. Đây là bà Dương Văn Nga. Cái tượng này lúc đầu nằm ở cái đền thờ Đinh Tiên Hoàng, sau đó người ta dời về bên cái đền thờ của vua Lê.
xung quanh cái chuyện là cả cái pho tượng này và hai cái đền thờ này nó có nhiều chuyện lạ lắm, vui lắm, hay lắm. Nếu mà chúng ta mà đi khảo sát cứ kỹ có nhiều chuyện thú vị. Chẳng hạn như là cái long sàng bằng đá ở đền thờ Vũ Đinh ấy, nó có một cái trên bề mặt ấy, nếu xung quanh cái rìa nó thì là người ta khắc vào đó những cái hình ảnh của những cái con vật gắn liền với cái đồng quê, tức là gắn liền với lúa nước, đời sống của cư dân lúa nước, như những cái con vật tôm cua cá chuột vân vân. Còn trên mặt của long sàng người ta khắc vào đây, người ta chạm trổ vào đây cả một cái hình rồng nó cuộn tròn hai cái như nhau. Và gần đây người ta phát hiện ra rằng là trên cái biểu tượng rồng này nó có những cái bàn tay nắm lấy cái thân rùa và thân rồng. Quý vị có nhận ra được cả những cái bàn tay ở đây không ạ? Người ta thấy ít nhất là có ba cái bàn tay nắm lấy cái thân rồng, mà ba bàn tay đó lại là ba bàn tay của những người phụ nữ. Quan sát một chút xem nào. Ai phát hiện ra rồi nào? Ba cái bàn tay. Một. Đây. Cánh tay này. Cổ tay này. Bàn tay này. Những cái ngón tay gặp lại này. Đây là một. Bàn tay thứ hai. Đây. Cánh tay này. Những ngón tay này. 1, 2, 3, 4, 5 con cái này. Và 3. Đây. Cánh tay này. Bàn tay này. Đây là ngón tay cái. Đây là 4 ngón tay quặp lại cầm lấy cái. Cái bờm của rồng. Bờm rồng. Sừng của rồng. Và nắm lấy cái thân của con rồng. Thế thì sở dĩ mà có ba cái bàn tay và sở dĩ mà người ta xác định đây là bàn tay phụ nữ, bởi vì quý vị thấy là đây nó có chiếc vòng đeo này. Đấy. Những chiếc vòng đeo vào cái cổ tay này. Và xin nói rằng là trong cuộc đời của ông Đinh Tiên Hoàng ấy, trong cuộc đời của ông nó có gắn liền với ba người phụ nữ. Gắn liền với ba người phụ nữ. Và ba người phụ nữ đó nó chi phối cả cái cuộc đời của ông. Cho nên hậu thế khi mà người ta khắc chạm cái mặt của cái long sàng này, người ta đưa cái hình ảnh này vào không phải là chuyện ngẫu nhiên. Và khi mà nó rộ lên vấn đề này đó, phóng viên nó có một cái bài phỏng vấn đối với những nhà nghiên cứu, trong đó có một cái chuyên gia giáo sư Trần Lâm Biền, và tôi bày tỏ cái sự không không tán thành đối với cái chuyên gia này, khi mà ông ta cho rằng đây chỉ là những cái mô típ nghệ thuật dân gian một cách hết sức là thuần túy thôi, không có vấn đề gì cả. Tôi nói không, không thể nó dân gian thuần túy được. Cái chân rồng là chân rồng thế này này, đây mà là chân rồng này. Còn đây thì không thể nói rằng là cái chân rồng được, đây không thể nói là chân rồng được, mà chân rồng nó đây này, đấy, nó rất rõ này. Và tại sao phải ba chứ không phải là một hai? Vì xét lại cái cuộc đời của ông Đinh Tiên Hoàng ấy, những cái người phụ nữ mà gắn bó với cuộc đời của ông và chi phối cuộc đời ông là ai, thì người ta sẽ hiểu rằng đây chính là ba cái bàn tay của ba người phụ nữ nắm lấy cái thân, chứ không phải là cái chuyện mô típ dân gian, nghệ thuật dân gian thuần túy ở đây. Thế thì tại sao ở ở cái đền thờ, quý vị nhìn thấy cái tay cánh tay này, cái này thì làm sao nói rằng là cái chân rồng được? Đây quý vị thấy là ở đền thờ Vua Lê giữa sân cũng có hai cái long sàng,
cũng có hai long sàng bằng đá, nhưng mà cái đền, cái long sàng ở long ở cái đền thờ vua Lê đấy, nó không có bất kỳ một cái hoa văn họa tiết nào nhân tạo cả, mà chủ yếu là gì, là những cái vân đá bình thường thôi, những cái vân đá trơn tru rất là tự nhiên thôi, còn không có một cái sự chạm trổ, không có một biểu tượng rồng nào ở đây cả. Hai cái đền thờ này cách nhau khoảng chừng hơn 100 mét thôi, chưa tới 200 mét. Thế tại sao như thế? Quý vị thấy rằng là dân gian, mặc dù hai cái đền thờ này là do dân chúng người ta xây dựng nên ở cái thời kỳ hậu Lê, thời thời Lê Trung Hưng ấy, để ta thờ, nhưng rõ ràng người ta thờ ông Vua Đinh khác mà ta thờ ông Vua Lê khác. Vì thế và cái hình ảnh trong cái tâm thức của người dân Việt rõ ràng là Vua Đinh khác mà Vua Lê khác. Tại sao ở Long Sàng Vua Đinh người ta xây dựng cái biểu tượng rồng ở đây? Là bởi vì người ta thừa nhận đó là vua. Nhưng còn ở cái đền thờ Vua Lê người ta để trống trơn như thế này, không có biểu tượng rồng nào cả. Điều đó có nghĩa là gì? Người ta quan niệm rằng là ông Lê Hoàng trước sau cũng chỉ là tướng chứ không thể là vua. Vì thế dân gian người ta cũng, cũng thâm thúy lắm chứ không đơn giản đâu. Đây là cái điều mà chúng tôi đã nhân một cái cuộc xin nói rằng là nhân cái dịp mà Vesak 10 năm 2014 đấy, khi mà chúng tôi đến và ở chung với nhau trong một khách sạn, thì họ dự định là tổ chức một cái đoàn đi tham quan ở ở Hoa Lư Ninh Bình. Thế là họ lúc đầu họ định cử tôi làm trưởng đoàn, nhưng mà tôi từ chối bởi vì là tôi ở trong Nam ra thì làm sao mà có thể. Thế là cuối cùng là họ mới nhờ một cái mời một cái anh hướng dẫn viên du lịch, và họ cũng đề nghị tôi là nếu như có gì thì cũng nhờ thầy giới thiệu giúp, và tôi sẵn sàng tôi nhận lời những cái này. Nhưng mà có điều thế này, trước khi mà đi đến những cái nơi trong đó có cả đền thờ Vua Đinh và Vua Lê đấy, thì chúng tôi muốn đặt ra một vấn đề xem thử là quý vị có lưu ý giùm cho, một là tại sao ở vua đền thờ Vua Đinh và đền thờ Vua Lê cách nhau không xa, mỗi đền thờ có hai cái long sàng, nhưng hai long sàng này hoàn toàn khác nhau. Vì sao? Và cái thứ hai là quý vị quan sát kỹ xem thử là cái mặt của long sàng ở cái đền thờ Vua Đinh ấy, nó có biểu tượng rồng, và trên cái mình rồng đó nó có những cái hình ảnh của những cái bàn tay. Quý vị thử tìm xem nó có những cái bàn tay nào đặc biệt ở trên đó. Thế mà cuối cùng là đến đền thờ Vua Đinh xong rồi đến đền thờ Vua Lê, không ai nhận ra rằng cái sự khác biệt giữa cả cái cặp long sàng này cả. Tôi lấy làm tiếc vô cùng. Mà rõ ràng như vậy, cái mặt long sàng của đền thờ Vua Lê không có một biểu tượng nào cả. Thế không lẽ là đến đây là người ta hết tiền, không đủ tiền để mà thuê nghệ nhân người ta tạc cái biểu tượng rồng ở đây à? Chắc chắn là những cái người mà kiến tạo lên cái đền thờ này, khi mà chủ trương làm hai cái cặp long sàng này, người ta có chủ đích chủ ý cả. Cái ông Lê Hoàng người ta tôn thờ ông bởi vì ông là cái người tổ chức cuộc kháng chiến chống Tống thành công, tạo nên một cái chiến công thủy chiến Bạch Đằng năm 981, nhưng người ta vẫn không tôn trọng, không không tôn vinh ông với tư cách là một vua. Bởi vì người ta nghĩ rằng là nếu ông là vua thì ông vua này không chính dân, không xứng đáng. Cho nên là thông qua những cái chi tiết như thế này giúp chúng ta có thể nhận thức ra được nhiều điều hết sức là đặc biệt. Mặc dù là ông vua Lê Hoàng là một cái vua mà có những cái đóng góp lớn cho dân tộc, chẳng hạn như là cái lễ tịch điền mà hiện nay chúng ta thấy là nhà nước ta, chủ tịch nước mọi năm là cũng tổ chức lễ tịch điền, lễ cây ruồng ấy. Thời Nguyễn Minh Chích có, thì Nguyễn Xuân Phúc có, vân vân. Đấy. Rồi là kể cả ông Trần Đại Quang tổ chức các cái lễ tịch điền, tức là bắt đầu từ đây, bắt đầu từ ông Lê Hoàng, và ông chọn cái núi núi Đọi, tức là cái vùng mà chân núi Đọi để mà ở Hà Nam ấy, để mà làm cái đất tịch điền. Và hàng năm đầu dịp Nguyên Đán thì là nhà vua xuống ruộng cầm con trâu và cái cày. Điều đó có nghĩa là gì? Nhà nước rất quan tâm đến sản xuất, rất quan tâm đến cái đời sống của người dân, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp, dĩ nông vi bản.
có thể sẽ tổ chức bộ máy chính quyền Ngô Đình Tiềng lên thế này. Một là theo cái mô hình nhà nước tập quyền thời Tống, nhưng mà còn đơn giản hơn, bởi vì mấy cái điểm, một là chưa đầy đủ các bộ phận, chưa cụ thể các chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận trong triều. Cái thứ hai là kết cấu nó chưa chặt chẽ. Thứ ba là chưa có pháp luật thành văn. Xử lúc bây giờ nó còn khá tùy tiện. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy rằng là trải qua các cái thời Ngô Đinh Tiền Lê, từ cái thời Khúc cho đến Tiền Lê, thì cái bộ máy nhà nước ngày càng được củng cố, hoàn thiện hơn. Cái đặc điểm của thời kỳ này là gì? Là cái thời kỳ võ trị từ Khúc Thừa Dụ dựng nên tiết những nền tự chủ, tự xưng tiết độ sứ cho đến cái ông Tiền Lê, tức là cái ông Lê Hoàng và kể cả Lê Long Định sau này, đó là một cái nhà nước võ trị. Võ trị. Và chính vì cái nhà nước võ trị này cho nên là có những cái chức năng mà họ không thể đảm đương được, vì vậy mà sử dụng tăng quan, phải sử dụng cái hệ thống tăng quan, trong đó có cả các cái tu sĩ Phật giáo cũng như là tu sĩ của đạo giáo. Nói về cái nhân vật Thái hậu Dung Nga như hồi nãy tôi nói, đó là cái người phụ nữ mà làm say đắm chú Đồng Hoa Lư và thập đạo tướng quân, cả cái chú Đồng Hoa Lư tức là ông Đinh Bộ Lĩnh và cả cái thập đạo tướng quân là Lê Hoàng. Bà là chính cung của hai triều, triều Đinh và triều Lê, và chính bà là cái người khoác long bào của triều Đinh cho Lê Hoàng để đưa Lê Hoàng lên làm vua. Và đây là cái đồng tiền Thái Bình Hưng Bảo, đồng tiền đầu tiên trong lịch sử nước ta, tiền thời Đinh. Như vậy là nhà Lê suy vong năm 1005, Lê Hoàng chết thì bắt đầu là mấy anh em đánh nhau. Rồi lúc đầu khi mới lên ngôi thì Lê Long Định vong lo việc nước, nhưng mà sau đó thì lo ăn chơi trụy lạc các táng, và cuối năm 1009 thì ông chết và triều thần đã đưa Lý Công Uẩn lên làm vua. Đặc điểm của thời này, một là lãnh thổ thống nhất từ cái giai đoạn thập nhị xứ quân, thứ hai là cái nhà nước quân chủ, đây là cái hệ thống chính trị còn sơ khai, bộ phận chỉ huy quân sự giữ trọng yếu, tức là một cái nhà nước mà võ quan là chủ yếu, tức là một cái nhà nước, một cái thời kỳ các cái võ tướng chỉ vì đất nước, cho nên là cái chuyện học hành khoa cử lúc bây giờ chưa có gì. Thứ ba là cái giới tăng ni là tham gia chính quyền, đó là cái tầng lớp tăng quan. Chúng ta có thể tóm lược một cái thời kỳ đại cồ Việt thế kỷ thứ 10. Một là thời kỳ bản lề quá độ từ Bắc thuộc cho đến độc lập tự chủ của dân tộc. Thứ hai, đó là sự nghiệp khôi phục độc lập thống nhất đất nước, xây dựng chính quyền quân chủ và đặt nền móng cho một nền văn hóa dân tộc có những bước tiến quan trọng tạo đà cho các cái giai đoạn phát triển sau này. Thì đó là cái tóm lược cái thời kỳ đại cồ Việt thế kỷ thứ 10. Bây giờ chúng ta thử xem là cái Đại Việt thời Lý Trần Hồ thế kỷ thứ 11, 15 nó có ba cái triều đại. Một là triều Lý bắt đầu từ 1009, mà đúng hơn là 1010, bởi vì 1010 thì ông Lý Công Uẩn mới là để đăng quang. Cuối năm 1025. Nhưng đúng ra là bắt đầu từ tháng Giêng năm 1226. Bởi vì ngày xưa người ta tính theo âm lịch cho nên là cuối năm này, cuối năm này. Nhưng mà qua dương lịch thì là đầu năm kia rồi. Và năm 1400 thì Hồ Quy Ly cướp ngôi nhà Trần, xây dựng vương triều nhà Hồ, và đến năm 1407 là bị đánh bại, thất bại trong cuộc kháng chiến chống quân Minh.
và đất nước ta lại rơi vào tình cảnh bất thuộc. Cái người mở đầu của vương triều Lý là Lý Công Uẩn. Bây giờ, nãy giờ chúng ta đã chuẩn bị xem thử là Lý Công Uẩn có ai. Ai là cha của Lý Công Uẩn? Sư Vận Hành, Lý Khánh Văn hay là một thần nhân? Mời thầy Huệ Bình nè. Dạ một Phật, dạ tôi giáo sư cùng với thầy cô ạ. Theo con thì vì theo cái truyền thuyết theo cái lúc đó là người ta muốn tạo nên cho Lý Công Uẩn một cái giai thoại cho nên người ta trong dân đã cái sự sắp xếp của sư Vận Hành là muốn là thần nhân là cha của Lý Công Uẩn. Nhưng theo con ấy thì người ông nội theo con suy đoán thì ông nội là của Lý Công Uẩn chính là Lý Khuê, tức là cái vị mà một trong 12 sứ quân. Còn Lý Khánh Văn này khả năng là người cho chú bác họ mà đi tu tạo cái nghĩa là điểm trợ trong cái việc được chưa? Dạ vâng. Vâng, xin cảm ơn thầy. Mời các nào. Chúng tôi muốn nghe thêm một vài ý kiến của quý thầy cô nữa. Xem để chúng ta nhận thức được về Lý Công Uẩn thế nào. Đây là một nhân vật rất là gắn bó với Phật giáo. Và đây cũng là cái thời kỳ Phật giáo thịnh hành đến cái mức là quốc giáo trở thành quốc giáo. Cho nên chúng ta phải tìm hiểu vì sao mà lại Phật giáo lại phát triển mạnh như vậy và trở thành quốc giáo. À, thì đây chính là những yếu tố mà nó tạo nên. Mời ý kiến khác nào. Có ai không? Có ai có ý kiến không nào? Mời thầy Trúc Đức nè. Mô Phật, giáo sư nghe rõ không? Được, nghe được. Dạ, theo con tìm hiểu có hai cái thông tin thứ nhất đó là cái báo Giấc Ngộ đăng ngày 5/4/2010 và một cái bài tiểu luận của cô Phan Ngọc Kỳ Duyên. Bài này cũng do giáo sư Trần Thuận hướng dẫn đó. Chắc ngài biết cô này. Thì cái cũng như cái thông tin về bên con có đọc một cái tiểu sử thông tin của giáo sư lịch sử Nguyễn Ngọc Quang đó, thì đại khái là cái ngài Lý Công Uẩn thì là Lý Thái Tổ thì đã có một lần trong cái quá trình mà làm vua để truy tôn cha mình là Hiển Khánh Vương mà mẹ là Minh Đức Thái Hậu, mà cái này là theo việc sử lược có ghi lại. Và con cũng có biết thông tin có một cái theo cái lịch sử trong ghi lại đó là cái ông còn phong cho người chú của mình là làm Vũ Đạo Vương, anh ruột mình là làm Vũ Y Vương, hình như em ruột là Dục Thánh Vương nữa. Con có cái thông tin của và cái Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì cũng có ghi về sự kiện này do sử gia Ngô Sĩ Liên ghi. Thì bên cạnh đó thì có cái việc là có một lần là giáo sư Trần Quốc Vượng cũng đấy cái giải thích về cái cũng có cái thông tin đề cập đến trong cái cuốn thiền tập Anh cũng có kể câu chuyện này, đó là cái câu chuyện mà Lý Công Uẩn chưa lên ngôi vua mà nửa đêm mà sư Vạn Hạnh ra thăm mộ của Hiển Khánh Vương
để bàn về cái việc mà rời đô thời Triệu Lý, một Phật con tri ân giáo sư. Vâng. Trong cái Đại Việt Sử Ký Toàn Thư tập 1 nhé của Ngô Sĩ Liên có một đoạn thế này: họ Lý tên Húy Công là Công Bửng, người châu cổ Pháp Bắc Giang, mẹ họ Phạm đi chơi chùa Tiếu Sơn cùng với người thần giao hợp rồi có chửa, sinh ra vua ngày 12 tháng 2 năm Giáp Tuất, niên hiệu Thái Bình năm thứ 5, năm tức là 974 thời Đinh, lớn lên làm quan nhà Lê, thăng đến chức điện tiền chỉ huy sứ. Khi ngoại triều băng, tự lập làm vua, đóng đô ở thành Đăng Long, ở ngôi 18 năm, họ 55 tuổi. Băng ở điện Long An, táng ở Thọ Lăng, vua ứng mệnh trời thuận lòng người, nhưng thời Mợ Vận là người khoan thứ, nhân từ, tinh tế hòa nhã, có lượng đế vương, song chưa làm sáng chính học, lại ưa thích dị đoan, bị lụy vì chuyện đó. Vua sinh ra 13 tuổi, mẹ ẩm đến nhà Lý Khánh Văn. Khánh Văn bèn nhận làm con nuôi. Bé đã thông minh, vẻ người tuấn tú khác thường. Lúc còn nhỏ đi học nhà sư ở chùa Lục Tổ là Vạn Hàn, thấy khen rằng đứa bé này không phải người thường, sau này lớn lên ắt có thể giải nguy gỡ rối, làm bậc minh chủ trong thiên hạ. Lớn lên không chăm việc sản nghiệp, chỉ học kinh sử qua loa, khẳng khái có chí lớn. Trong đời Ứng Thiên xuất thân thờ Lê Trung Tông 1005, tức là Lê Long Việt ấy, đại hành băng, Trung Tông bị giết, vua ôm xác mà khóc, ngoài triều khen và thương và là người Trung, cho làm tứ xuyên quân, phó chỉ huy sứ, thăng đến chức tả thân về điện tiền chỉ huy sứ. Đến khi ngoài triều băng, bèn lên ngôi hoàng đế, đổi hiệu là Thuận Thiên Đại Xá Thiên Hạ. Thì đó là một cái đoạn mà trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết. Còn cái đoạn mà ông rời đô ra Thác Long ấy, thì trong đây đã viết một đoạn rất dài. Tôi chỉ lưu ý mấy điều thế này. Cái chuyện mà Lý Công Uẩn ra đời, Lý Công Uẩn làm vua, nó không phải là cái chuyện bình thường của một cái con người mà có cơ hội, rồi là thời thế nó đưa đẩy, rồi cuối cùng là lên làm vua. Trong này Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết là
Ngọa Triều Băng. Ngọa Triều tức là vua Lê Long Đỉnh đấy, Băng. Rồi là tự lập làm vua. Ông Lý Công Uẩn tự lập làm vua, không phải. Không thể tự lập được. Ông làm sao mà đủ điều kiện để mà tự lập lên làm vua được? Bởi vì chúng ta biết rằng là trong triều lúc bây giờ, mặc dù là ông Lê Long Đỉnh là cái người mà được xem là bảo chúa, là hoàng, là ngọa triều, nhưng mà còn cả triều thần, trong đó có rất nhiều người quyền lực, quyền sinh quyền sát nằm ở trong tay. Thế thì làm sao mà Điền Tiền chỉ huy sứ lúc bây giờ là Lý Công Uẩn có thể tự lập làm vua được? Mà cái quá trình làm vua, cái việc làm vua của Lý Công Uẩn đã được chuẩn bị cả một cái quá trình dài. Quá trình dài. Mà các nhà sử học người ta không để ý đến cái này, không lưu tâm đến cái này. Bởi vì sao? Bởi vì nó chỉ được lưu giữ và nó thể hiện trong cái tài liệu lịch sử của Phật giáo thôi. Chẳng hạn như thế này. Quý vị biết rằng là từ thế kỷ thứ 8, đầu thế kỷ thứ 8, hay nói đúng hơn là khoảng giữa thế kỷ thứ 8 cho đến đầu thế kỷ thứ 9 là cái thời kỳ mà Tổ Đình Không. Tổ Đình Không là cái người mà đã có một cái khả năng tiên tri, hay nói cách khác là nhờ cái thuật bấm độn mà Ngài hiểu rằng là rồi đây sẽ có một cái người họ Lý lên làm vua. Mà đặc biệt là người họ Lý ở cái đất cổ Pháp, vùng đất siêu loại, lên làm vua thì đất nước mới thái bình. Và thế là Ngài cất công đi tìm. Ngài cất công tìm kiếm, nhưng mà tìm kiếm mãi cho đến khi Ngài đã viên tịch cũng không thể nào tìm được cái người họ Lý ở đất siêu loại cả. Thế rồi là cái tâm nguyện đó Ngài đã truyền lại cho đệ tử của mình. Và Ngài Thông Thiện đã tiếp nhận cái tâm nguyện của sư phụ, để rồi cuối cùng là tiếp tục tìm kiếm. Và cho đến khi mà Ngài Thông Thiện viên tịch rồi, thì cái vị tổ thứ ba tiếp nối cái tâm nguyện này đấy chính là Ngài Đinh La, Ngài Quy An. Và quý vị biết rằng là Ngài Đinh La Quy An là một trong những cái người có một cái việc làm hết sức quan trọng, đó là đã cử một cái người họ Khúc, một cái người họ Khúc đi trấn yểm 19 cái điểm trấn yểm của Cao Biền trên vùng đất Thăng Long, Hà Nội. Thế Khúc Lãm là ai? Khúc Lãm là người như thế nào? Và có liên quan gì đến Khúc Thủy Dụ không? Đó là cái vấn đề mà chúng tôi đang tìm kiếm, đang đi xác minh xem được cái mối quan hệ giữa Khúc Lãm và Khúc Thủy Dụ. Thầy Lê Mạnh Thác thì cho rằng là Khúc Lãm là cái bậc cha chú của Khúc Thủy Dụ. Một cái cảm nhận như vậy trên cơ sở là nghiên cứu các cái kinh, ví dụ như là Lục Độ Tập Kinh. Thì thầy Lê Mạnh Thác cho rằng là giữa cái nhân vật họ Khúc mà đi trấn yểm các cái điểm trấn yểm của đi gỡ trấn của Cao Biền là Khúc Lãm, nó có một cái mối quan hệ rất gần, đó là cái bậc cha chú của Khúc Thủy Dụ. Nhưng mà chúng tôi chưa có đủ cái chứng cứ, tức là cứ liệu chưa đầy đủ để mà có thể xác quyết được vấn đề này. Chính Ngài Quý An là cái người đã trồng cây gạo ở ngoài thành Thăng Long. Và cây gạo đó 50 năm sau nó bị gãy. Và khi mà cây gạo gãy thì hôm nay tôi nói là Sư Vạn Hạnh đã cho người mang một cái mực sấm vào đặt ở cái giữa cái cây của cây gạo này, để sáng mai là dân chúng người ta phát hiện ra câu sấm này. Thì chính Ngài Quý An là một trong những cái vị đã trồng cái gạo này. Và rồi cuối đời của Đinh Quý An cũng không thể tìm ra được cái người họ Lý ở đất cổ Pháp, và truyền lại cái
tâm nguyện này cho Thiền Ông. Và Thiền Ông là vị tổ thứ tư quan tâm đến vấn đề này, nhưng rồi cuối cùng vẫn không thực hiện được. Và truyền lại cho tổ thứ năm, đấy chính là Sư Vận Hạnh. Lý Khánh Vàng, Lý Khánh Vàng, một người họ Lý, hiểu là Vạn Hạnh. Vì tổ thứ năm là truyền nối, tiếp nối ý nguyện, cái định tưởng của định không về cái việc tìm chọn người, hay nói cách khác là tìm ra cái người họ Lý ở đất cổ Pháp để tạo điều kiện đưa họ lên làm vua, để tạo ra một cái sự thái bình cho đất nước. Đây là năm đời tổ, năm đời tổ từ cuối thế kỷ thứ 8, đầu thế kỷ thứ 9 cho đến đầu thế kỷ 11. Như vậy là trải qua hai thế kỷ, năm đời tổ thì mới có được một cái kết quả như thế này. Thế thì Sư Vận Hạnh đã làm gì trong cái việc là đưa Lý Công Uẩn lên làm vua? Ta trở lại với cái bản đồ 12 sứ quân để quý vị thấy rằng là nó có một cái thực tế thế này. Quý vị nhìn thấy 12 cái sứ quân này, thì hồi nãy tôi có lưu ý quý vị là Lý Khuê là sứ quân ở cái vùng đất cổ Pháp siêu loại, tức là cái vùng đất Bắc Ninh ngày nay. Đây, vùng đất này. Và Lý Khuê là cái sứ quân mà bị Đinh Bộ Lĩnh tiêu diệt cuối cùng. Cho nên cuối cùng là con cháu của Lý Khuê đã vào sống trong một cái khu rừng để tránh cái sự truy diệt của Đinh Tiên Hoàng. Thế thì khi mà con cháu của Lý Khuê vào lần trốn, lần tránh ở trong một cái khu rừng như vậy, không ai biết ở đâu cả. Nhưng đồng thời ở một cái khu rừng gần bên cạnh đó đã có một cái người phụ nữ mà thường xuyên đến làm công quả ở cái chùa Tiêu, tức là chùa Tiêu Sơn ở trên núi Tiêu ấy. Mà cái dải núi Tiêu này đó, như quý vị biết rằng là nếu mà chúng ta đến cái đền thờ của Lý Bắc Đế thì chúng ta sẽ nhìn ra ngoài cái nhà Bát Giác ra một đoạn là có một cái dòng sông chảy qua, sau đó là sông Tiêu Tương, và phía bên cạnh của xa hơn của cái sông Tiêu Tương đó chính là cái dải núi Tiêu. Và cái dải núi Tiêu đó, trên dải núi Tiêu đó có cả ngôi chùa Lục Tổ và cái chùa Tiêu Sơn. Thế thì chùa Lục Tổ và chùa Tiêu Sơn là nơi mà chùa Tiêu Sơn là cái nơi mà Sư Lý Khánh Văn đang trụ trì, và chùa Lục Tổ là nơi mà Sư Vận Hạnh thế thì Sư Vận Hạnh là cái người mà được cử làm tăng quan ở trong triều như là một vị quốc sư, nhưng mà ngài vẫn luôn lui tới cái chùa của Lý Khánh Văn, bởi vì không ai khác, Sư Vận Hạnh chính là Lý Khánh Vàng, là anh trai của Lý Khánh Văn. Và Lý Khánh Văn đang trụ trì cái chùa Tiêu Sơn này là một trong những cái trung tâm mà Phật giáo, Phật tử rồi là đạo hữu khắp nơi người ta thường về đây để mà tu học và đến tham quan. Thế thì một lần Sư Vận Hạnh đến đây để mà thuyết giảng, thì lúc bây giờ là bắt gặp cái người phụ nữ làm công quả trong chùa và biết được cái bà này tên là Phạm Thị Nga và sống ở một cái khu rừng bên cạnh. Thế là Sư Vận Hạnh đã
nghĩ đến cái chuyện là tác hợp cái người con trai của Lý Khuê cho cái người phụ nữ này, và do đó mà có một cái mối nhân duyên giữa hai người, bà Phạm Thị Nga và con trai của Lý Khuê ở hai khu rừng cạnh nhau trở thành vợ chồng, và sau đó hai người đã sinh ra một đứa con trai. Đến năm 3 tuổi thì đưa vào chùa Tiêu Sơn để gửi cho ngài Lý Khánh Văn, và Lý Khánh Văn đã nhận làm con nuôi và nuôi dạy, đặt tên cho là Lý Công Uẩn. Nuôi dạy Lý Công Uẩn 7 năm, đến khi mà Lý Công Uẩn lên 10 thì lúc bây giờ mới đưa vào triều cho Lý Khánh Vàng, tức là Sư Vạn Hạnh. Và Sư Vạn Hạnh tiếp tục nuôi dạy, cất nhắc, để rồi cuối cùng là Lý Công Uẩn đã từng bước trưởng thành và trở thành điền tiền chỉ huy sứ, tức là chỉ huy quân cấm vệ ở trong triều. Và cũng chính từ đây, Sư Vạn Hạnh đã thể hiện rõ cái tâm nguyện của ngài Đình Không, tức là chọn được một người con trai họ Lý ở đất cổ Pháp siêu loại để đưa lên làm vua. Và có thể nói rằng là đến đây thì tâm nguyện của ngài Đình Không đã cơ bản là được thực hiện. Cho nên Sư Vạn Hạnh luôn tìm cách để cất nhắc và tạo mọi điều kiện, tạo một cơ hội. Và đặc biệt hơn nữa là lúc bây giờ Sư Vạn Hạnh với Đào Cáp Mộc là một trong những cái vị quan rất là quan trọng ở trong triều, đã ủng hộ cái việc làm của Sư Vạn Hạnh, ủng hộ Lý Công Uẩn, để rồi cuối cùng là khi mà Lê Long Đình mất thì ngay tức khắc là Sư Vạn Hạnh cùng với Đào Cáp Mộc đã cùng với quân đội tôn vinh và đưa Lý Công Uẩn lên làm vua. Thì trong cái đại việt sử ký toàn thư còn nói rất rõ là hai năm sau khi lên vua thì Lý Công Uẩn đã phong cho phong và truy phong cho một số người thân của mình những cái tước hiệu. Trong đó Lý Công Uẩn đã phong cho bà nội của mình là tước hầu. Điều đó có nghĩa là gì? Nếu mà bà nội là hậu thì ông nội phải là vương, chí ít là vương. Còn nếu không là đế. Nhưng bởi vì cha mình được phong là Hiển Khánh Vương. Thì điều đó có nghĩa là hậu là bà nội thì ông nội là đế, và cha mình là Hiển Khánh Vương, mẹ là Phạm Thị Nga. Thế thì cái việc làm này được diễn ra sau khi mà Lý Công Uẩn lên làm vua 2 năm. Và có nhiều người ta cho rằng Lý Công Uẩn đã quá mải mê, say sưa với những cái thắng lợi của mình, cho nên là quên đi những cái việc làm mà lẽ ra ngay từ khi mới lên ngôi là phải tấn phong cho ông, cho cha mình. Tôi nghĩ nói như thế là không đúng. Anh phê phán như vậy là không có cơ sở. Anh phê phán như vậy có nghĩa là anh nông nổi, nông cạn. Mà phải thấy rằng là cái việc mà Lý Công Uẩn tấn phong cho người thân của mình sau 2 năm lên làm vua là cả một sự cân nhắc, một sự tính toán hết sức là kỳ lưỡng, rất là tinh tế. Mà tôi tin rằng trong đó có vai trò cố vấn của Sư Vạn Hạnh. Vì sao? Quý vị thử nghĩ xem. Nếu lúc bây giờ mà Lý Công Uẩn vừa lấy ngôi mà tấn phong cho ông nội mình, bà nội mình, cha mình là Hiển Khánh Vương, là mẹ mình là thế này thế kia, thì rõ ràng là Lý Công Uẩn rơi vào một cái tội tày đình đối với dân chúng. Vì sao? Bởi vì trước đó người dân người ta biết đến Lý Công Uẩn với tư cách là gì? Là con của một thần nhân. Con của một thần nhân. Và người ta tin vào ông ta bởi vì ông ta là con của thần. Người ta ủng hộ ông là bởi vì ông là đại diện cho một cái sức mạnh siêu nhiên. Một cái thế lực mà không thể khác hơn được.
một cái thế lực mà người ta rất là tin cẩn, ngưỡng mộ. Cho nên nếu như bây giờ mà mới lên ngôi và ông cử như ông phong cho ông nội mình là thế này, cha mình là này, mẹ mình là thế này kia, thì rõ ràng là ông đã phủ nhận cái vai trò là con của một nhân thần. Và điều đó có nghĩa là quần chúng người ta sẽ nghĩ rằng là mình đã bị một cú lừa hết sức ngoạn mục. Và với một cái sự lừa dối, một cái sự dối trá như vậy, thì Lý Không Uẩn không còn đủ tư cách để làm vua. Tất cả những cái tình cảm, những cái sự ngưỡng vọng, ngưỡng mộ của dân chúng đặt vào Lý Công Uẩn đồng thời sụp đổ hết. Cho nên quý vị thấy rằng là cái việc mà Lý Công Uẩn 2 năm sau khi lên ngôi mới tuyên bố là tấn phong cho bà nội là tước hầu, rồi là cha mình là Huyền Khánh Vương, mẹ là Thái Hậu, vân vân, thì tất cả những cái việc làm đó đều được tính toán cân nhắc một cách hết sức là cẩn thận. Bây giờ chúng ta thử xem là ta có thể kết nối những cái câu chuyện giai thoại, những cái giai thoại mà người ta về những cái quần như thế nào, để rồi cuối cùng là phải có một cái cách để minh oan, để mà làm sáng tỏ, để mà khôi phục lại uy dân, uy tín của các dân nhân, của các dân tăng, của các vị tổ. Chẳng hạn như câu chuyện kể rằng là Lý Công Uẩn sinh ra trong một cái hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Và có lẽ là tôi muốn là dành cái phần việc này lại cho các bạn. Quý vị về tìm hiểu xem thử là những cái câu chuyện kể về cái sự ra đời của Lý Công Uẩn nó có cái gì đặc biệt. Mỗi người có thể tìm hiểu 3 cái giai thoại, đọc và suy ngẫm về 3 cái giai thoại, viết về cái việc mà Lý Công Uẩn ra đời trong cái hoàn cảnh nào. Cha mẹ của Lý Công Uẩn là ai trong 3 cái câu chuyện đó, để rồi chúng ta có những cái đúc kết, và hôm sau chúng ta sẽ bàn thêm về vấn đề này. Bây giờ còn mấy phút tôi dành cho quý vị, ai có câu hỏi gì thì xin mời quý vị khẩn trương chúng ta tranh thủ. Dạ thưa thầy, nếu không ai đặt câu hỏi thì vâng, ai à, ai hỏi đây ạ? Dạ không có ai, không có ai hỏi thầy này. À không có ai hỏi. Dạ. Nên người ta có một cái nhận định thế này. Thiền ông
là truyền tâm nguyện của các tổ địch không thông thiền Đinh La Quý An cho thiền sư Vạn Hạnh. Và Vạn Hạnh đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh mà các tổ giao phó. Đưa người họ Lý lên làm vua là chiến lược trăm năm được vạch từ thời thiền sư Đình Không. Sứ quân Lý Khuê chiếm cứ vùng siêu loại sát hương cổ Pháp để trở thành sứ quân Lý Lãng Công là một mắt xích trong chiến lược trăm năm, được thầy trò thiền ông Vạn Hạnh đang ở chùa Tiêu Sơn điều hợp. Còn đây là cái bài thơ ở trên cái bài thơ Sấm trên cây gạo làng Diên Quận, nơi mà cái cây gạo mà ông Đinh Lê Gia Quy An trồng ấy, nó bị gãy đấy. Và cái bài Sấm này là do sư Vạn Hạnh viết: phủ căng điều điều, rồi là một biểu thanh thanh, hỏa đa mục lạc, thập bát tử thần, những cung kim nhạc vân vân. Đấy là cái mà cái cốt yếu nhất là gì? Là báo trước rằng nhà Lê sụp đổ và nhà Lý lên. Thế thôi. Cái quan trọng là vậy. Còn cái phần sau này thì chỉ nói thêm rằng là nếu như một người kia, người họ Lý lên làm vua thì đất nước sẽ 6 năm sau, 6-7 năm sau thì thiên hạ sẽ thái bình. Thì đó là cái đây là cái chùa mà nó liên quan đến, nó gắn liền với một cái giai thoại trong sự ra đời của Lý Công Uẩn, chùa Giảng. Thế thì nó có những cái sự nhầm lẫn trong cái việc mà giới thiệu về các cái ngôi chùa, ví dụ chùa Giảng có phải là chùa Tiêu Sơn không, rồi là thậm chí có người là nhầm giữa cái chùa Lục Tổ với chùa Tiêu Sơn, bởi vì những cái chùa này nó nằm gần nhau, rồi là khi thì nó tên này, khi nó đổi tên khác, cho nên cuối cùng là người ta lại nhầm tưởng. Thế thì cần phải làm rõ cái chuyện này. Rồi, nếu không có ai có câu hỏi gì thì chúng ta tạm dừng ở đây. Rất mong là quý thầy cô chúng ta về cố gắng tìm hiểu xem từ lập các cái giai thoại về cuộc đời, cái sự ra đời của Lý Công Uẩn nó như thế nào, để rồi cuối cùng là chúng ta lý giải vì sao cái thời nhà Lý là cái thời kỳ mà Phật giáo Việt Nam phát triển thịnh vượng đến mức như vậy. Thôi xin mời quý vị nghỉ.